Chào các bạn. Trời, hôm nay mình tới đây mình thấy vườn bông này mê quá, mình đi quay cho các bạn coi nè. Đây là hoa gì quên tên rồi cô. À đây là dài anh Thảo. Đây mình quay cho các bạn coi. Trời ơi cô làm đẹp các bạn ơi. Nè. Một chậu giờ cô đã treo lên trên giỏ vậy rồi. U mê không lối thoát. Đây, trời ơi. Nhìn mê quá. Bạn thấy có đẹp không? Quá xuất sắc luôn ha. Đây là dạ yến thảo kép nè. Ôi. Đây có dạ yến thảo kẹt sọc nè các bạn. Loại này khó chăm hơn những loại kia nhưng mà nó đẹp hơn nhiều. Bông nó kẹt sọc. Quay từ ngoài mình quay vô cho các bạn xem nha. Mình đi qua đây mấy lần này mình thấy cúc của cô lên mình mê rồi. Mình muốn đi mua về mình làm liền các bạn ơi. Đây, đây cô cũng ra con này nè. Còn bên kia này kìa, cô có nguyên trải luôn. Đây này, màu này hiếm lắm nha các bạn. Đây, đẹp không? Ôi, mình có nhìn tới là mình mê các bạn ơi. Có một chậu kè sọc này, đẹp quá trời. Hôm nay mình nhìn thấy bông hoa là thấy có không khí có Tết rồi. Đấy. Này cô cầm nhà một chậu 4 con. 4, 1, 2, 3, 4, 5 con lận. Đây. Cô cầm một chậu vậy 5 con nha. Chắc cô đang đi giao cho người ta nè. Đẹp quá. Trong này cô có vườn sao băng nữa. Có cúc sao băng à. Lý nhí. Con quay con đăng lên mạng chơi. Sao băng. Dạ. Ơi những cây nhỏ như thế này sao mà nó nhỏ. Nó mới ra. Cô ngồi cô giết được hay dữ vậy. Trời ơi. Ở đây là cô ương cô bán hả? Đây cô chủ nè. Dạ, đây cô chủ. Dạ. Chào cô. Đây. Ủa cô à, cái này mình trồng bao nhiêu tháng này tới Tết bán cô? Hai tháng mấy. Ôi vậy là nó bùm sùm dữ lắm rồi, tháng mấy là được rồi. Ủa vậy con mua sớm quá không ta? Hả? Vậy con mua bao nhiêu? Không đâu, mua sớm thì mình bự lên nó trồng xuống đẹp lắm. Dạ. Yeah. Vậy là nó vẫn còn tươi còn đẹp đúng không? Ừ. Tại con đi qua đây con thấy đẹp mà con xin ghé mua về chứ con chưa có làm cái này bao giờ. Con chưa có làm. Dạ. Yeah. Đi quay tiếp cho trong này nữa, còn trong trại này nè các bạn ơi. Trời ơi đẹp quá trời luôn. Mình đi bon chen quá. Ủa cái này phải nuôi trong giàn lưới hả cô? Vậy hả? Cái con thì phải bỏ trong trại vậy thôi đúng không? Của con nhờ về mà ra chậu là đưa ra được chưa? À dạ à. Rồi, u mê không lối thoát cho vẻ đẹp của chúng. Mình đã quyết định tàu một một khay về mình rồi chơi vậy. Dạ. Cái này cô tự làm hết luôn hả? Mình cô làm thôi hả? Dạ. Dạ. Thôi, đây là cái khay của mình mua về nè. Mình vô về mình vô một chậu vậy mấy con cô, hai con ha. Hai con cũng được. Của con. Tại vì nhà nó có con nhiều thì nó vô nhiều, đặng mau bán sớm á. Dạ. Cái này là mình về mình bấm đọt nó hả cô? Ừ, mình về mình bấm đọt. Cái đọt đó có cầm lại được không hay là bỏ? Mình biết cầm không biết cầm thì nó ấy. Dạ. Thì cô có chỉ con cách cầm không? Hả? Cảm thì dễ mà yeah. Bỏ dưa đâu vô mình ăn. Ủa đó là người ta đặt hết rồi cô vô bịch về rồi hả? Ừ. Ủa sao lại vô bịch về nó không có ấy quá. Ừ, nó hồng nó mía vậy. À, dạ hả. Rồi. Rồi con cảm ơn cô nha. À.